Hello mọi người ơi, mình xin chào tất cả mọi người nhé. Lời nói đầu tiên mình gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người. Và hôm nay mình lại chuyên mục khoe đồ với mọi người đây. Mình mới đi săn được một em đĩa với họa tiết con công và hoa mẫu đơn. Bây giờ trước tiên là mình sẽ đo kích thước cho mọi người xem, xong lát nữa thì mình sẽ quay kỹ hơn cho mọi người xem. Đây, kích thước của nó là 51 mọi người. Mặt của nó là 51. Còn chiều sâu của nó vào độ khoảng bao nhiêu? Mình đo xem nào. Chiều sâu của nó 8 mọi người nhé. Một em đĩa. Đĩa này là đĩa của Arita. Đằng sau có chuyện mọi người ạ. Rất là to luôn. Đây, đằng sau có chuyện. Để mình nhấc ra cho mọi người xem. Đây, chuyện của Arita mọi người nhé. Đây là chuyện của nghệ nhân mọi người. Một chiếc bát tô. Một chiếc. Mình cứ hay nói ra cái bát. Một cái đĩa rất là đẹp luôn. Size khủng luôn mọi người. Đấy, để mình để vào đây. Một chiếc đĩa này mình thấy họa tiết nó rất là đẹp luôn mọi người. Ở viền ngoài là toàn bộ vẽ vàng mọi người nhé. Xung quanh vẽ vàng, bên trong là có một cây hoa mẫu đơn rất là đẹp luôn. Ở phía bên ngoài có ba cặp công. Mỗi một ô này là có hai cặp, có một cặp công. Xung quanh họa tiết vẽ kín kín đĩa luôn. Rất là đẹp luôn đây mọi người. Nói chung là mình thấy cái đĩa này quá là đẹp luôn mọi người. Quay qua như này mọi người nhé. Mình quay qua như này, lát nữa thì mình sẽ quay kỹ chi tiết lại cho mọi người xem. Cái đĩa này thì là nó không có bị một vết gì là sứt mẻ hay là bị làm sao cả mọi người. Nói chung là cái đĩa này là rất là đẹp luôn mọi người. Mọi người ai mà muốn nhu cầu mà lấy cái đĩa này thì mọi người cứ liên hệ với mình nhá. Giá thì mình nghĩ là nó cũng hạt rẻ, nó cũng không đến nỗi đâu. Nhưng mà mình xin phép là mình không nói giá ở trên kênh YouTube này. Nếu mà mọi người nào ai mà thực sự muốn lấy thì hãy liên hệ với mình và inbox cho mình qua Zalo. Số điện thoại của Zalo của mình là 0962 949 668. Mọi người nếu mà ai mà muốn mua cái này về trưng bày thì quá tuyệt vời luôn. Thì mọi người cứ inbox vào cho mình. Và kể cả mọi người mà ai mà thấy đẹp mà cứ ebook vào mình nhé mọi người nhé. Để cùng nhau thảo luận là xem cái này nó đẹp hay không. Chứ mọi người không phải ngại gì cả. Mình sẽ cố gắng trả lời tất cả các tin nhắn của các bạn. Thôi mình xin phép mình kết thúc video ở đây đây mọi người. Mình xin chào tất cả mọi người nhé. Một lần nữa cho mình gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các bạn. Những ai đã và đang xem video của mình. Ôi, mình xin chào tất cả mọi người nhé. Bye bye mọi người.